Thưa quý vị và các bạn, năm học 2024-2025, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, các trường tiểu học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đang tập trung dạy tiếng Việt cho các em học sinh lớp 1. Việc tăng cường dạy tiếng Việt nhằm giúp các em tự tin hơn trong học tập và giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngay từ đầu năm học. Bây giờ cô tập con viết chữ O nhìn nha. Con là không được mất này. Con nhìn vô đây nè, cứ đừng mất đây. Rồi. Móc về hướng trái nè. Đó. Con nhìn dòng kỹ ba đâu. Rồi bây giờ con thấy chữ O. Khó hay dễ? Khó viết hay dễ viết? Đây là buổi học đầu tiên của các em học sinh dân tộc Chăm, trường tiểu học Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, trước khi bước vào lớp 1. Để giúp các em giao tiếp thành thạo tiếng Việt, nhà trường bố trí mỗi lớp học có đến 4 giáo viên. Trong đó, một giáo viên dạy lớp 1 và 3 giáo viên ở các khối lớp khác đến hỗ trợ rèn luyện những kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt. Tụi em sẽ chia nhỏ cái nhóm học sinh ra. Mỗi cô giáo có thể mình phụ trách 4 đến 5 em. Thì cái việc tiếp thu cái tiếng Việt cũng như cái việc tiếp cận cái nền nếp ban đầu đối với các em nó sẽ dễ dàng hơn. Trong cái quá trình mình sẽ vào cái chương trình chính thức. Huyện Thuận Bắc là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh. Do học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế trong việc giao tiếp bằng tiếng Việt. Vì vậy, các giáo viên đều tăng cường tổ chức dạy tiếng Việt thông qua các trò chơi, giao lưu văn nghệ và dùng các nội dung dạy học trực quan để giúp các em tự tin hơn trong sử dụng tiếng Việt. Hỗ trợ giáo viên lớp 1 là hỗ trợ cho các em tự tin hơn trong giao tiếp, nhận biết được các chữ cái và cách cầm bút cơ bản nhất. Để sau 2 tuần tăng cường tập nói tiếng Việt thì các em có khả năng bước vào một lớp 1 cách tự tin hơn. Hiện nay các trường tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều dành 2 đến 3 tuần trước ngày khai giảng để tổ chức dạy tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp 1. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết giúp các em bước vào năm học mới. Thầy cô ở trường và kể cả giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 làm sao để cho em biết được những cái kiến thức kỹ năng cơ bản, nhờ kiến thức về kỹ năng hình thành phát triển và năng lực về kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp cho các em là có được những cái nền tảng cơ bản để giúp cho các em chuẩn bị tâm thế bước vào lớp 1. Chúng ta cũng huy động cái đội ngũ giáo viên, nhất là những cái giáo viên sẽ dạy cái lớp 1 trong cái năm học mới để trực tiếp giảng dạy chuẩn bị cái tiếng Việt cho các em. Ngoài ra thì chúng ta cũng xây dựng cái môi trường làm quen với tiếng Việt thông qua cái giao tiếp, thông qua cái việc triển khai các cái hoạt động giáo dục khác để giúp cho các em có cái vốn tiếng Việt cơ bản để chuẩn bị cho cái việc dạy học tiếng 1 được đáp ứng được cái yêu cầu. Năm học 2024-2025, Ninh Thuận có hơn 150.000 học sinh ở các cấp học. Trong đó, học sinh lớp 1 hơn 12.600 em. Để nâng cao hiệu quả công tác dạy và học, bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh đến lớp, ngành giáo dục và đào tạo đang tập trung tăng cường tiếng Việt cho học sinh để các em được rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt trước khi bước vào lớp 1.